bạn thân mến chúng ta nên yêu thương nhau vì tình yêu đến từ thượng đế người nào yêu thương đã trở thành con thượng đế và biết ngài ai không yêu không nhìn biết thượng đế vì thượng đế là tình yêu thương thượng đế đã tỏ tình yêu thương của ngài cho chúng ta như sau ngài sai con một của ngài đến thế gian để chúng ta được sống nhờ con ấy tình yêu thật là thế này không phải vì chúng ta đã yêu thượng đế nhưng vì thượng đế đã yêu chúng ta nên sai con ngài chịu chết chuộc tội cho chúng ta các bạn thân mến nếu thượng đế đã yêu chúng ta nhiều như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau